chú. Bây giờ á, chú đưa cho anh cây khế với lại căn nhà. Còn bao nhiêu nhà cửa giường tường của anh đưa lại hết cho chú. Anh hai, em cũng nói thiệt, căn nhà ngày xưa của em là đất nông nghiệp. Bây giờ quy hoạch giá nó lên cao dữ lắm, nó có lên nghiêng ngút thôi. Bây giờ tự nhiên đổi ngang với anh hai vậy, khó quá. Bây giờ nè, dạ, anh nói luôn một cái sự thật, là sau khi mà cha lâm chung, cha để lại cho căn nhà lớn như vậy, anh sợ em sống một mình ở đó em cô đơn, rồi bao nhiêu tiền bạc em sẽ tiêu xài phung phí, em hư. Anh lo cho em mà em không có biết. Nhưng nếu vợ chồng em đồng ý đổi thì anh hai hứa là không có bắt tụi em đổi lại nha anh hai. Người lớn ai làm vậy bao giờ? Không có, không có. Vậy bây giờ mình đổi liền trong đêm nay nha. Dạ. Bây giờ cây khế trước cửa nhà, con Hòa sẽ tới ăn cây khế, đúng không? Đúng không? Ủa? Giờ đổi đi bà. Anh hai. Cứ tự nhiên. Trời đất ơi, tại sao chú lừa gạt anh? Anh chờ con Quả từ ngày này qua ngày nọ, từ tháng này qua tháng kia. Anh cố tình, anh ngồi anh me từ sáng tới giờ, tiền ra nó qua đây là tại sao? Anh hai bình tĩnh đi trời ơi, sao lúc nào anh hai cũng hấp tấp vội vàng vậy? Con Quả này không phải là con Quả thường, nó là con Quả thần. Mà đã là quả thần rồi á thì không thể nào ăn những cái trái khế bình thường được. Cái trái khế trước nhà mình á là trái khế thường, nó chỉ chịu ăn những cái trái khế mà em mua tại Lotte Mart. Lotte Mart tươi như đồ quê, ăn giàu thích mê.